Ngân chào mọi người, thì hôm nay Ngân muốn chia sẻ với mọi người tại sao mà Ngân không mua được nhà ở San Diego, lý do như thế nào và Ngân sẽ chuyển đi đâu. Nếu như mà ai lần đầu tiên coi cái video này của Ngân thì vui lòng bấm like hoặc là đăng ký kênh, nhấn cái nút bên phải cái chuông á, đăng ký kênh để ủng hộ cho Ngân, để Ngân phát triển cái kênh của mình nhiều hơn. Ngân có 2 đứa con thì Ngân sẽ làm về cái những cái câu chuyện về cuộc sống Mỹ, mong mọi người ủng hộ nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì để mua được một cái căn nhà là mọi người phải có thời gian chuẩn bị. Nếu như mà ai muốn mới sang Mỹ sống á, thì nhà ở trước hoặc 2 năm. Nếu như mà mình có tiền mặt á, thì mình có thể mua ngay bất cứ lúc nào, không thành vấn đề. Trả tiền mặt một cái bạc thì nó không có nhức đầu. Còn nếu như mà mình chưa có tiền và mình muốn mua nhà ở Mỹ thì mình phải chuẩn bị thời gian 3 đến 4 năm hoặc là 2 năm, ít nhất là 2 năm. Tại sao Ngân nói điều đó? Vì để vay được tiền ở Mỹ á, thì nó dựa lên cái 3 tiêu chí chính. Thứ nhất là về credit thì cái điểm tín dụng, nó căn cứ vào cái điểm tín dụng của mình tốt cao á, thì nó sẽ cho mình cái lãi suất thấp. Còn nếu điểm tín dụng mình thấp á, không có được tốt á, thì nó sẽ cho cái lãi suất cao. Cái tiêu chí thứ hai họ dựa lên đó chính là cái thu nhập, income, cái thu nhập của mình. Nếu như mà mình thu nhập tốt á, thì mình sẽ được vay được cái số tiền nhiều. Còn nếu mà mình thu nhập thấp á, thì mình sẽ vay được cái số tiền ít hơn. Thì tính như thế nào là nó sẽ tính như thế này nha mọi người. Chẳng hạn như 1 tháng mình làm là nó chỉ là 1.000 đô đi, thì nó chỉ có thể cho mình vay trên 40 đến 50% trên 1.000 đô đó, nghĩa là khoảng 400 đến 500 đô là maximum. Lý do tại sao họ tính như vậy, tại vì ngoài cái tiền nhà ra, cái tiền họ cho mình vay tiền nhà ra thì còn phải là cái tiền điện, tiền nước, tiền đủ thứ các loại hết, thì họ khấu trừ ra. Năm mình làm được 30.000 đô thì mình có thể mượn maximum trên chỉ có 100.000 đô la trên theo cái income 1 năm mà mình làm được, hoặc là cái thu nhập 1 năm mình làm được 30.000 đô. Và cái điều cuối cùng á, cái tiền down payment là cái tiền mình trả trước cho cái căn nhà đó là bao nhiêu phần trăm. Nếu như mình trả được nhiều hơn cái đó thì mình vay ít hơn, rất là tốt. Theo cái 3 cái tiêu chí đó thì gia đình Ngân bị fail vào cái tiêu chí thứ hai, đó là cái income, cái thu nhập. Thì vì chồng của Ngân làm chỉ có lương chỉ có 1 người đi làm thôi, và thu nhập của ảnh 1 năm chỉ có 30.000 đô, nên người ta không cho mình vay và người ta chỉ cho mình vay có 100.000 đô. Thì theo 100.000 đô la thì mình mua ở thành phố San Diego hoặc là Cali này thì nó rất là đắt đỏ, và quyết định cuối cùng là tụi mình sẽ di dời đi chỗ khác ở. Đó là một lý do chính. Quan niệm của mình đó mọi người, khi mua một căn nhà là gọi là cái blessing, nghĩa là cái căn nhà đó là cái niềm hạnh phúc, là cái sự mong muốn của gia đình mình, và cái niềm hạnh phúc mình muốn mua để cho có cái cuộc sống ổn định. Nhưng mà khi mà mua một căn nhà mình không đủ tiền mà mình phải vay nợ ở Mỹ á, Ngân nói sơ về cái hóa đơn hàng tháng mà gia đình Ngân phải trả ha, là tiền điện, tiền nước, tiền điện, điện thoại, rồi tiền bảo hiểm gia đình, rồi bảo hiểm xe, rồi nếu mà mình mua nhà thì mình sẽ trả luôn bảo hiểm nhà, bảo hiểm rồi thuế nhà, là 8 cái rồi, tính sơ sơ luôn lại 8 cái rồi. Ngoài ra nếu mà mình có vay tiền mua xe thì mình phải trả luôn cái tiền xe, nên nó rất là nhiều cái chi phí. Vả lại mình không muốn gồng gánh cho cái vấn đề mua nhà ở đây. Mình đã đến thăm Texas, cũng đi đến Philadelphia, cũng đi đến Tennessee, và mình chưa bao giờ đến Florida. Cái ngẫu nhiên vậy, tại vì gia đình mình quyết định là ở lại San Diego, nhưng mà cái tình trạng này xảy ra, là cái dịch này nó xảy ra, dịch cúm này nó hoành hành, rồi công việc của chồng mình nó bị gián đoạn và có thể là ảnh hưởng rất là lâu dài đối với cái ngành du lịch. Nên mình quyết định là sẽ không chọn cái thành phố San Diego. Mọi người có thể tin không, chỉ trong vòng 1 ngày hai vợ chồng mình tìm hiểu về Florida và cuối cùng mình chọn được cái thành phố Venice, Florida để đến đó để sinh sống. Vậy thì mọi người sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình không sống ở đây, không bám ở đây. Với cái số tiền đó mình cũng có thể mua một cái căn chung cư. Cái đó mình sẽ nói tại sao mình sẽ không mua chung cư ở đây cho mọi người. Ngoài ra thì cái số tiền mình cũng có thể mua một cái căn nhà xấu, căn nhà cái khu vực mà ổ chuột hoặc là gì đó. Nhưng mà đời của mình quan trọng nhất hiện giờ là cái trường học cho các con. Hai con phải một cái trường học phải thật là tốt. Thì Venice, Florida hoặc là bên Florida thì trường học rất là tốt, giá cả nhà thuê rất là phải chăng. Chỉ trong vòng một ngày hôm đó là hai vợ chồng mình cứ tìm hiểu tất cả các thông tin trên mạng hết và quyết định đi. Chỉ trong một ngày thôi đó mọi người. Con quanh kia đã I want to talk. No, I'm busy to discuss. Okay, bye-bye. Bye-bye, okay, thank you. You go over there đi. Vào đánh chơi với daddy đi. Khi mà nghiên cứu xong thì thấy cái giá cả nó rất nhà cửa rất là phải chăng, đúng cái khoản ngân sách của mình. Và trường học của con là 8 điểm, 7 điểm, 9 điểm. Nên không có cần chần chừ gì nữa, mình quyết định mình sẽ ra đi ở bên đó. Và cuối cùng á, là mình có tiếc nuối không? Mình rất là tiếc nuối, tại vì mình có một số người bạn rất là tốt ở bên đây. Cái thời tiết bên đây là tuyệt vời, mọi thứ là không có gì để nói hết, mình rất là hoàn hảo. Nhưng mà nhà hiện giờ quá mắc và đồng thời mình chưa có đi làm được, và mình không muốn là cái sự căng thẳng về vấn đề tiền bạc tối ngày. Mình chỉ nghĩ đến vấn đề tiền mà đi. Mình có hai đứa con còn quá nhỏ, con mình nó cần sự yêu thương của ba mẹ, chứ không phải là ba mẹ tối ngày đi cày làm kiếm tiền về nhà. Dù cho mua cho nó căn nhà đầy đủ như vậy nhưng mà nó cũng sẽ thiếu tình thương, nên điều đó là trăn trở mình rất là nhiều. Mình trước khi mà đi qua đây á mọi người thì mình làm một cái bảng so sánh giữa Florida và Cali, San Diego, là coi cái được bao nhiêu và cái phần mất bao nhiêu. Thì sau khi mình so sánh thì mình thấy là mình ra đi là cái được nhiều hơn cái mất. Cái được là như thế nào, là con mình còn nhỏ, một đứa chỉ 4 tuổi, một đứa 2 tuổi, nó cần ba cần mẹ chứ nó không cần phải có nhiều tiền, nó không cần tiền, nó chỉ cần có ba có mẹ, đi làm về buổi chiều đi học về có gia đình là điều hạnh phúc đối với nó. Nên mình nghĩ điều mà mình ra đi đó là sự đúng đắn. Vì ở bên đây nếu như mình mua nhà, mình ròng gánh, mình vay tiền mình mua nhà như vậy thì mình cứ đi cày từ sáng đến chiều để kiếm tiền để trả những cái khoản nợ như vậy, là không có thời gian cho con mình, hoặc là chồng mình cũng lớn tuổi đi làm về sẽ quạo quọ đối với con, thì gia đình mình thật sự ra mua căn nhà cũng sẽ không có hạnh phúc. Còn về bên kia thì gia đình mình sẽ thông thả hơn, không có cần phải vất vả nhiều quá. Và cái thứ hai nữa là cái cơ hội học hành của mình. Qua bên kia thì không có cần phải đi mưu sinh, đi kiếm tiền nhiều quá, thì mình cũng có thời gian để mình học, mình trau dồi thêm kiến thức. Vì kiến thức nó sẽ là không bao giờ lỗ cả, nên cái chuyện mà đầu tư kiến thức cho mình rất là sẵn sàng làm chuyện đó. Và cái điều thứ ba nữa là cái trường học ở bên kia nó rất là tốt. Con mình điểm 7, 8, 9 là trường hạng A nên mình không có gì phải lo lắng. Còn ở Cali thì cái điều được của nó, cái mất của mình ở bên kia là Florida, là bên kia là thời tiết nó rất là nóng và ẩm giống như ở Việt Nam vậy đó, và đồng thời nó có rất là nhiều côn trùng. Còn ở bên đây nó ít côn trùng lắm, không có con côn trùng nào hết, và thời tiết tuyệt vời. Đó là điều mình mất ở bên đây. Và bạn bè, nhưng mà bạn bè thì cũng có thể bay qua bay lại thăm, nên cái điều đó mình không có níu kéo mình quá. Và chuyến đi này cho mình di dời qua bên kia ở một thời gian. Nếu như mà mình có cái cơ hội, có tiền, có cái phát triển được, biết đâu là qua bên đó thiên thời địa lợi nó tốt cho mình lại phát triển làm ăn được ở bên đó, thì mình có thể quay lại đây mua nhà. Còn trong trường hợp mình không mua nhà được ở bên đây á, thì mình cũng có 10 năm nữa mình cũng phải quay về đây mua được một căn chung cư là không thành vấn đề. Nên khi mình quyết định là di dời Florida xong thì mình ngủ rất là ngon và không có lo lắng nhiều, giống như mấy cái tuần trước khi mình đi mua nhà, mình đi coi nhà. Mọi người thấy mình đi coi nhà mua nhà, mình đêm nào cũng rất là căng thẳng và suy nghĩ rất là nhiều để làm sao mình vay được tiền và đồng thời để mua được căn nhà với cái nợ nần không có phải nhiều quá. Đó là mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người, và mình cũng cảm ơn tất cả bạn bè ở bên Cali đã giúp đỡ mình trong cái thời gian mình mới sang Mỹ. Có dịp nếu như mà sau này mình thành công thì chắc chắn mình sẽ không quên những cái người đã giúp đỡ mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của mình, và nếu như mà ai lần đầu tiên xem thì nhớ ủng hộ cho mình để phát triển cái kênh của mình bằng cách bấm like và bấm like hoặc là bấm cái nút cái chuông bên phải để đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều cái video mới sắp tới. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau. Bye bye.